Chào các bạn, mình đang có mặt ở VidaShop tại địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Và ở đây mình có một cái chiếc Smart TV Box của Hemida, nó là con Hemida Q1. Thì hôm nay ở cái video clip này mình sẽ tiến hành mở hộp của cái con Hemida Q1 này, xem bên trong của nó bao gồm những cái thành phần phụ kiện như thế nào, cũng như là mình sẽ giới thiệu sơ về hình dáng, kiểu dáng thiết kế của cái con Q1 này đó, có những cái điểm gì đáng chú ý. Thì nhìn chung cái cách đóng gói của những dòng sản phẩm Q-Series của Hemida cũng khá là gọn gàng và hiện đại theo cái kiểu hộp đóng mở như thế này, rất là tiện dụng và nhìn rất là sang trọng. Thì trên vỏ hộp chúng ta cũng có thể thấy được những cái chức năng nổi bật mà cái con Hemida Q1 này có thể mang lại, đó là có thể chơi video 4K, có bộ xử lý 4 nhân, chơi 3D và chạy màn hình Android. Thì cái con Q1 này chạy màn hình Android 4.4 KitKat, có bộ nhớ trong 8GB và RAM là 1GB. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp của con Q1 này ra. Rồi. Nhìn chung đối với những cái dòng sản phẩm có giá vừa phải như Hemida Q1 thì những cái thành phần phụ kiện đi kèm cũng không quá nhiều, nó chỉ đủ đáp ứng những cái nhu cầu cơ bản của chúng ta khi sử dụng thôi. Thì ở đây chúng ta có một cái adapter nguồn dùng để cấp nguồn cho cái con Hemida Q1 hoạt động, dây khá là dài. Ở trên đây có như ghi những cái thông số cơ bản về nguồn điện, thì đây là cục adapter có nguồn 5V. Tiếp theo chúng ta có một cái cọng dây HDMI, dây HDMI dùng để xuất tín hiệu HDMI và lẫn HDMI. Rồi cuối cùng chúng ta có một cái remote. Đây là cái remote được Hemida design theo kiểu mới, với các góc cạnh được bo tròn, các phím được sắp xếp lại khá là gọn gàng. Rồi rất là nãy remote này sử dụng 2 pin 3A, cầm rất là vừa tay và gọn gàng, nhỏ gọn. Rồi sau cùng chúng ta có thêm một cái hướng dẫn sử dụng. Đây là cái hướng dẫn sử dụng giúp chúng ta hiểu được những cái chức năng phím bấm cơ bản trên remote, cũng như là giúp chúng ta có thể dễ dàng hướng dẫn chúng ta dễ dàng kết nối với những cái thiết bị khi sử dụng Hemida Q1 lần đầu tiên. Đó, đều bằng tiếng Anh cả. Rồi, đó là những cái thành phần phụ kiện như là cái những cái sách hướng dẫn sử dụng. Bây giờ mình sẽ đi tới cái sản phẩm chính của chúng ta, đó là con Hemida Q1. Thì nhìn chung cái cách thiết kế của cái con Hemida Q1 này khá là gọn gàng, nhỏ gọn. Còn thân có màu đen, tông màu đen rất là mạnh mẽ. Cái góc cạnh thì được bo tròn, rất là năng động. Rồi, thì ở mặt trên không có gì cả ngoài trừ cái dòng logo của Hemida. Mặt trước thì cũng như vậy, không có gì cả ngoài trừ một cái đèn để báo tín hiệu lúc con Hemida Q1 này hoạt động thôi. Ở bên cạnh phải thì chúng ta có một cái khe cắm thẻ nhớ SD hay NC. Thì đây là nơi chúng ta có thể cải thiện được cái bộ nhớ lưu trữ cho cái con Hemida Q1 này. Ở cạnh trái thì chúng ta có hai cổng USB và một cái nút Restore. Hai cổng USB, trong đó có một cổng USB 3.0 truyền giúp chúng ta có thể truy xuất dữ liệu nhanh hơn từ cái thiết bị kết nối ngoài. Rồi, và mặt sau là nơi kết nối cổng kết nối chính. Đấy, chúng ta có một cái cổng adapter nguồn, một cái cổng mạng LAN để kết nối internet có dây, một cổng HDMI xuất tín hiệu HDMI và ba cái cổng composite. Chúng ta không có cái cổng optical coaxial hay một số cái cổng như là micro USB hay cổng hồng ngoại. Cái con Hemida Q1 này nó thuộc cái dòng sản phẩm có giá vừa phải, cho nên cái việc hạn chế trang bị những cái cổng có thể nói là không cần thiết mấy khi chúng ta sử dụng thì làm cho giá thành sản phẩm được tốt hơn. Đấy. Rồi, về cái video trải nghiệm tính năng sản phẩm của con Hemida Q1 này mình sẽ gửi các bạn ở cái video clip sau. Bây giờ chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.